Xin chào các bạn, đây là một chiếc máy xúc, một chiếc máy cẩu rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng điều khiển chiếc máy xúc máy cẩu này nha. Tiến lên, lùi lại, nâng gầu xúc nào, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống. Nào ơi, chúng ta cùng điều khiển chiếc máy xúc này nha. Lên, ô, chúng ta gặp một chiếc ô tô, một chiếc ô tô đang bị chết máy ở trên đường. Không phải, đây là một chiếc ô tô gặp một chiếc cầu rất là khó đi và sẽ không đi qua được cầu này. Chúng ta sẽ giúp ô tô đi qua cầu nha. Nào, đẩy ô tô đi lên một tí nào, ren, cẩn thận, cẩn sập gầm, tin, rất là khó khăn. Không biết làm thế nào nhỉ. Chúng ta phải điều khiển máy xúc thật là khéo léo thì mới có thể là giúp ô tô đi qua cầu được. Đẩy nhẹ thôi. Đẩy nhẹ nhàng thế nào. Chà, ô tô bị cày đầu xuống đất rồi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Hạ cần xuống. Nâng cần. Khó quá. Vô cùng khó. Ô tô của chúng ta cày đầu xuống đất. Vì vậy muốn điều khiển cho, muốn giúp ô tô đi qua cầu rất là khó. À, tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Cha, lùi lại. Là tuyệt vời, chúng ta đã điều khiển được máy xúc giúp ô tô vượt qua cầu rồi. Nâng lên một chút nữa, nâng lên, tiến lên, dừng lại, lên, nào, đẩy đi. Cần xuống một chút nào, để ô tô đi nào, lên, lùi lại một chút nào, hạ cần xuống nào, tiến lên, lùi lại nào, lên, rất là khó điều khiển. Nào, tiến lên. Ô tô đi đi nào. Hoan hô máy xúc. Vậy là máy xúc đã điều khiển ô tô vượt qua cầu rồi. Bạn ô tô xin cảm ơn bạn máy xúc nha. Không có gì. Máy xúc rất là tuyệt vời. À, còn một ô tô nữa cũng bị mắc kẹt hả? Nào, để ô tô, để hai bạn ô tô này lùi đi về phía trước một chút nào. Để máy xúc đi qua ô tô xem có vấn đề gì không nhá.
xúc đi qua ô tô đỏ xem ở phía sau, phía trước có gì vấn đề gì nha. Ai chà 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 chà, thật là tuyệt vời. Chà chà, máy xúc đã len vào giữa hai ô tô. Chà chà, bây giờ thì máy xúc. Ai chà chà, đây có một cái cầu cụt, ô tô sẽ không thể đi qua được. Máy xúc thử vượt qua ô tô này để xem có thể bay qua cầu nha. Rất là cẩn thận. Thật là tuyệt vời, máy xúc đã băng qua được hai ô tô rồi. Và đang chi trên cầu. Xem nào, chà chà, thật là tuyệt vời. Xúc đã bị đổ rồi. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúng ta sẽ tập lái lại máy xúc để chúng ta có thể vượt qua được cầu tốt hơn. Chào tạm biệt.